Cả nhà nhé, chuẩn bị đón rằm trung thu của các con mà trời mưa tầm tã cả nhà. Mưa rất lớn luôn. Mây răng răng núi luôn cả nhà. Mây răng răng là các dãy núi mờ mịt luôn. Không thấy luôn đó cả nhà. Mưa to lắm là to luôn cả nhà nhé. Học sinh cấp 3, học sinh cấp 2 thì là có xe đưa đón cả nhà này. Có xe đưa đón đó cả nhà. Đang để đi nha. Có xe đưa đón đấy cả nhà này. Cả nhà thấy không, xe đưa đón ở đang để đi chỗ bờ rào nha cô Hai Thương đấy. Đang để đi cổng trường nha cô Hai Thương đấy này. Đó. Học sinh cấp 3 thì rất là tồi luôn cả nhà. Mưa tầm tã luôn, không đi ra được tới cấp 3 thì trận để học luôn, phải về nhà cô Hai Thương luôn. Ướt hết cả nhà này. Thấy không? Các con em ở vùng núi miền Tây xứ Nghệ này là miền Sơn Cước rất là có độ ẩm rất là tốt vì rừng có nhiều rừng già mà. Cho nên có độ ẩm rất tốt nên mưa rất to luôn cả nhà. Mưa rất là to luôn. Các con ướt hết. các con học sinh đến đây là ướt hết cả nhà này. Đó, lấy áo của cô Hai Thương để lau cho khô để vào trường. Ướt hết luôn cả nhà. Đó, các con ở trần hết, cởi áo ướt lạnh Thương ơi là Thương luôn ạ. Đang phơi nên nha cô Hai Thương để cho khô để mà đi học tiếp đó cả nhà. Trời ơi, ta nói mưa chi mà mưa ghê quá luôn. Nhưng mà tại mùa này là mùa mưa đó cả nhà. Cho nên có những năm thì rằm trung thu rất là đẹp, còn như năm nay thì mưa rất là lớn luôn cả nhà ạ. Mưa rất là lớn luôn. Đó, trước nhà có Hai Thương là một dòng suối rất là suối trống luôn. Tuổi thơ là toàn lội giữa suối này đó cả nhà, thích lắm.